quý vị đại biểu và vận động viên thi đấu thân phục làm lễ chào cờ. Thay mặt cho ủy ban nhân xã, tôi cũng xin nhận ý kiến điểm thì ngày hôm nay có cái kết quả như mọi khi tổ chức. Vì vậy là tất cả các đồng chí tham dự cái buổi lễ ngày hôm nay, các đồng chí chúng ta sẽ tổ chức tham dự đầy đủ cho đến khi kết thúc buổi lễ. Bởi về đạo đức tác phong lối sống và bác còn là tấm gương sáng về rèn luyện sức khỏe. Sau khi giữ chức vụ Chủ tịch nước, Bác Hồ đã khuyến khích kêu gọi toàn dân rèn luyện thân thể, tập thể dục thể thao. Chính người đã khai sinh nền thể dục thể thao cách mạng khi ký sắc lệnh thành lập nha thể dục trung ương nhằm làm trong bộ thanh niên ngày 30 tháng 1 năm 1946 và gần 2 tháng sau, ngày 27 tháng 3 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 38 chỉ rõ thiết lập trong bộ quốc giáo, nhà quốc gia giáo dục 1, nha thanh niên khai mạc. Cái nội chung về thực hiện cuộc tổng vận động, cuộc lời kêu gọi để phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021 và 2030, và cũng là khai mạc ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Vì yêu cầu của thể thức cho nên là chúng tôi cũng không có ghi cái nội dung khai mạc giải gì cả trên cái logo và tổ chức ngày hôm nay, nhưng các đồng chí cũng không cả. Hội đảng bộ lần thứ tư đã đề ra trong lĩnh vực văn hóa thể thao, đồng thời tiếp tục đóng góp nhiều vận động viên xuất sắc trong thể dục thể thao thành tích cao trong thời gian tới. Kính thưa quý vị đại biểu, với tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức tôi tuyên bố khai mạc lễ phát động toàn dân rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 và tổ chức giải Việt giã thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi lễ chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin thay mặt cho đoàn thể các vận động viên về tham gia thi đấu tại xã Việt xã Tây Hine năm 2021. Tôi xin hứa, với chấp hành một quy định của ban tổ chức điều lệ môn thi đấu, sự điều hành của ban tổ chức và tổ trọng tài tham gia thi đấu trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thi đấu một cách tích cực, nỗ lực hết mình để đạt kết quả to cao nhất. Xin hứa. Cuối cùng tôi xin chúc quý vị sức khỏe. Chúc giải Việt giã Argentina lần thứ nhất thành công tốt đẹp. Tuyệt đối theo quy định điều lệ giải, áp dụng đúng điều lệ, điều luật hiện hành. Hai, điều hành giải thi đấu trên tinh thần khách quan, vô tư, đúng luật. Ba, luôn tạo điều kiện để các vận động viên thi đấu đạt thành tích tốt nhất. Thank you.
viên tinh thần, tất cả các đồng chí có tinh thần thể thao đã nắm lại và tham gia giải cũng như là tham gia cổ vũ cho các vận động viên chạy việt giả. Giải nhất nam là thuộc về thôn Tà In. Giải nhì nam là cũng thuộc về thôn Tà In luôn. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng thôn Tà In. Song song đó thì thôn Tà In thì đội nam thì cũng về đông đủ hết, nhất nhì luôn, cho nên là đội thôn Tà In là cũng có thêm giải đồng đội nam nữa. Đó thì đấy, nhìn gương này mà các đồng chí cố gắng đi, các vận động viên khác mà cố gắng mà học hỏi. Rồi giải ba là thuộc thôn Phú Ao. Vì có ba giải thôi cho nên là chúng ta chỉ có giải nhất, giải nhì, giải ba thôi. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng ba giải cho hai đội thi. Xếp thứ hai là đội nữ trường mẫu giáo. Xếp thứ ba cũng là đội nữ trường mẫu giáo. Và giải đồng đội cũng thuộc về trường mẫu giáo luôn. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng ạ. Sau đây tôi xin mời tất cả các đại diện của các đội thi chúng ta lên đây để nhận thưởng của ban tổ chức ạ. Chị ơi, có không chị? Có hả? Em có luôn hả? Giải nhất nữ là Lê Nguyên. Từ từ đã chị. Từ từ. Sẽ có phần hết. Vận động viên nào mang dù ấy là phong cách nhất giải. À, đúng rồi. Chúc mừng nha, cố gắng lần sau nữa nha. Rồi, chúc mừng. 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 Chúc trường mẫu giáo. Sau đây xin kính mời bà Đỗ Thị Nhà sẽ trao giải cho hai cá nhân đạt giải. Thì chính mời bà Nguyễn Thị Thanh Trúc sẽ lên trao giải đồng đội cho hai đội. Thay mặt thầy nhìn đến đây là kết thúc. Xin kính chúc quý vị đại biểu và các vận động viên sức khỏe để tiếp tục sang năm tham gia hội thao tiếp ạ. Xin mời các đội lên chụp hình ghi điểm.